đừng khóc nữa. Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 360 Gia đình Việt. Vbiz gần đây dường như có xu hướng nhí hóa khi có sự ra đời của những nhóc tỳ đáng yêu của nhà sao. Bé Vinny hay cặp đôi song sinh Leon, Lisa luôn là tâm điểm của netizen vì độ hài hước và dễ thương. Đông Nhi, ông Cao Thắng là một trong những cặp đôi có chuyện tình và cuộc sống hôn nhân đẹp nhất nhì trong showbiz Việt. Hơn một thập kỷ gắn bó từ hẹn hò sang vợ chồng và có con nhỏ, họ từng bước chứng minh là cặp đôi vợ chồng đáng ngưỡng mộ hàng đầu Vbiz. Ngay cả khi tham dự đám cưới, vợ chồng nữ ca sĩ cũng dễ dàng chiếm trọn spotlight của đêm tiệc lãng mạn. Mới đây, cả gia đình Đông Nhi, ông Cao Thắng cùng bạn thân, các thành viên của công ty nam ca sĩ có mặt tại thành phố mộng mơ chung vui cùng tiệc cưới lãng mạn của Vũ Công Lan Nhi và ông xã Huyền Nguyễn. Dù diện trang phục đơn giản, thoải mái nhất với gam màu đen không quá nổi bật, nhưng cặp đôi nữ ca sĩ vẫn chiếm được đông đảo sự quan tâm, chú ý của quan khách không kém cặp cô dâu, chú rể. Dù đang đi đám cưới bạn thân, nhưng Đông Nhi, ông Cao Thắng không quên phát cẩu lương. Trong clip được người trong ekip nữ ca sĩ chia sẻ, cả hai đã cùng bé Vinny View theo giai điệu tại đám cưới. Ngay sau đó, Đông Nhi, ông Cao Thắng đã dành cho nhau nụ hôn ngọt liệm khiến những người có mặt không ngừng phấn khích. Dù không cố ý, nhưng sự ngọt ngào, hạnh phúc của Đông Nhi, ông Cao Thắng khiến bao người ngưỡng mộ. Cặp đôi vàng của showbiz Việt ôm hôn nhau ngọt liệm cùng ái nữ đầu lòng. Nam ca sĩ chứng minh độ mê vợ không cần bàn cãi. Loạt clip này nhanh chóng trở thành xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội. Cả ekip và cộng đồng mạng đều thích thú, trêu chọc đến cặp đôi ca sĩ. Bữa đám cưới người ta anh chị ơi, em phải nhắc nhở anh chị nha, chiếm hết spotlight của người ta ha ha, bữa rồi này là đám cưới của ai? Không chỉ trầm trồ trước tình yêu bền chặt của Đông Nhi, ông Cao Thắng, bé Vinny cũng được dân tình dành nhiều tình cảm khi rất dễ thương, hồn nhiên. Cô bé như một nàng công chúa đi lạc giữa không gian lãng mạn của Đà Lạt đợi chờ một chàng hoàng tử đến. Và chàng hoàng tử Vinny đang đợi không ai khác chính là ba của nhóc tỳ. Dù vui đùa thoải mái, nhưng cặp đôi không quên nhiệm vụ bỉm sữa, chăm sóc ái nữ đầu lòng. Bên nhau hơn một thập kỷ, cặp đôi ca sĩ luôn chứng minh được ta thuộc về nhau. Ai nấy cũng đều trầm trồ trước tình yêu bền chặt mà ông Cao Thắng dành cho Đông Nhi từ lúc yêu đến khi thành vợ chồng và khi đã có con nhỏ. Dù ở hoàn cảnh nào, sự ngọt ngào, lãng mạn của gia đình đều dễ dàng chiếm trọn sự quan tâm, yêu mến của mọi người. Vừa qua, Đông Nhi đã có màn comeback sau thời gian dài dành thời gian cho hôn nhân, sinh nở và nuôi con. Đặc biệt hiếm hoi có MV nào lại xuất hiện đầy đủ những gương mặt đình đám nhất như Minh Hằng, Đô Phước Thịnh, Hoàng Thùy Linh với vai trò cameo. Tuy nhiên, trùm cuối lại thuộc về Vinny. Cô bé vừa được mẹ chuẩn bị trang phục như chiến binh trong hình ảnh MV của phụ huynh và nhanh chóng làm náo loạn mạng xã hội. Mới đây, trên trang cá nhân bà xã ông Cao Thắng đã chiều lòng người hâm mộ khi tung loạt ảnh chiến binh cuối cùng, nhỏ tuổi nhất nhưng hứa hẹn nhiều fan nhất. Cô hài hước cho biết, trùm cuối của nữ tộc với siêu năng lực tia sữa đã lộ diện. Cô chú đã xem bộ tộc con đi đánh nhau hết chưa? Theo đó, Đông Nhi đã chuẩn bị rất kỹ cho Vinny ở khâu trang phục. Từ lúc chào đời đến nay, bé hóa thân rất nhiều nhân vật khác nhau và lần này con được làm hẳn chiến binh. Nhóc tỳ hợp tác tạo dáng vô cùng hớn hở khi mặc quần áo cầu kỳ. Ai cũng bất ngờ khi Vinny còn nhiệt tình đưa tay lên cao, tung tà áo lúc di chuyển y hệt như các mỹ nhân chân dài khi catwalk. Chỉ khác nhau ở điểm, chiến binh trùm cuối này có đôi chân ngắn, mũm mĩm, mặc bầu sữa. Loạt ảnh mới của Vinny nhanh chóng nhận được lượt tương tác cao. Ai cũng trêu rằng chiến binh nhưng mang giày cao su năng động, vẫn đang đóng bỉm và tạo dáng vài phút liền đi tia sữa. Con gái mới hơn 1 tuổi nhưng đã theo ba mẹ trong rất nhiều sự kiện, buổi chụp ảnh quảng cáo. Chính vì thế Vinny không quá khó chịu khi diện nhiều kiểu trang phục rườm rà khác nhau. Rất hào hứng trước ống kính và ekip vẫn thường khen nhóc tỳ hợp tác, thân thiện với mọi người. Ba mẹ đều là nghệ sĩ nổi tiếng, họ cũng mong muốn con đi theo nghệ thuật như phụ huynh. Khi biết có ái nữ, ông Cao Thắng còn tưởng tượng ra khung cảnh hai mẹ con trên sân khấu. Hiện tại vợ chồng Đông Nhi vẫn luôn cho con đồng hành với ba mẹ trong nhiều sự kiện. Đây là cách họ giúp bé dạn dĩ hơn và không bỏ lỡ việc tạo nhiều kỷ niệm cho tuổi thơ. Cặp đôi song sinh nhà Hồ Ngọc Hà, Kim Lý gần đây đã trở thành hiện tượng mạng xã hội. Theo dõi hành trình khôn lớn của Lisa và Leon, khán giả đã đồng hành trên nhiều cột mốc đáng nhớ. Từ những cậu bé cô bé sinh thiếu thắng biết đi, tròn một tuổi đến ngày đầu tiên đi học đều là những kỷ niệm đẹp cho gia đình nữ ca sĩ và những người yêu mến hai ngôi sao mạng xã hội này. Tiếp tục làm đầy nhật ký khôn lớn của cặp song sinh, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải lên tài khoản cá nhân các bé loạt ảnh ngày đầu tiên đến trường.
Khán giả, người hâm mộ đã có fan cười khoái chí khi nhóc Tỳ Lệ khóc la banh chành tại lớp học khiến cô chị Lisa ứng cử viên sáng giá cho chức vị lớp phó học tập cũng phải hoang mang, bất ngờ. Đến không gian lạ, cậu em Lê Ân liên tục ngắm nghía tỏ ra rất ngạc nhiên. Lê Ân hoang mang đến mức khóc thét, liên tục la tín hiệu SOS. Cô chị Lisa không khỏi bất ngờ về em trai vẻ mặt như muốn nói. Ai làm Lê Ân khóc, chị ba làm lớp phó trị liền nè. Lê Ân thay đổi biểu cảm liên tục, mỗi khoảnh khắc đều dễ dàng tạo ra meme bia khiến ai cũng phải bật cười khi ngắm nhìn. Còn bé Lisa vẫn luôn nhẹ nhàng, trầm tính chuẩn học sinh gương mẫu từ nhà đến lớp. Không hổ danh là thánh meme bia trong làng nhóc tỳ Vbiz. Mọi khoảnh khắc của con trai Hà Hồ đều dễ dàng trở thành chủ đề để cộng đồng mạng bàn tán. Dù rất lém lĩnh, tinh nghịch khi ở nhà nhưng khi đến môi trường lạ cậu tỏ ra khá khó thích nghi, làm quen thậm chí có phần hoảng loạn. Fan cứng của Leon liên tục gửi những lời động viên nhóc tỳ, bên cạnh đó cũng bày tỏ sự thích thú, chờ đợi khoảnh khắc học tập của cậu bé. Hồ Ngọc Hà luôn dạy con phải yêu thương lẫn nhau, do đó khi thấy em trai khóc lóc Lisa vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cùng chơi đùa, trấn an em trai và tạo ra ngày học đầu tiên suôn sẻ. Nữ ca sĩ từng rất mong hai bé sau này cũng sẽ giống như anh hai Subel, lúc nào cũng ngoan ngoãn, biết nghe lời bố mẹ. Nhưng Hà cũng không mong các con mình trở nên quá đặc sắc. Tốt nhất hãy cứ trở thành người biết dung hòa được mọi thứ. Cái gì cũng biết, biết ở mức độ vừa phải là được để sau này các con ra đời không bị bỡ ngỡ. Và hy vọng các con sẽ luôn là sợi dây kết nối cho hạnh phúc gia đình. Trước đó, nhóc Tỳ Lê Ân rất hứng khởi chuẩn bị cho ngày đầu tiên đến trường. Cấu nhà Hồ Ngọc Hà xách ba lô, nhảy chân sáo tung tăng. Dân tình rất thích thú trước sự lém lĩnh, đáng yêu của vitamin cười này. Tuy thường ngày vui tươi hay tạo tiếng cười nhưng Lê Ân lại hơi khó tính khi ở chỗ lạ. Cậu bé tạo nên thương hiệu bằng những màn trở mặt, thay đổi biểu cảm rất linh hoạt theo từng môi trường. Lisa và Lê Ân hiện tại có thể được xem là cặp nhóc tỳ đình đám nhất nhì Vbiz. Trên các tài khoản mạng xã hội, những hình ảnh, bài viết của hai bé luôn nhận về lượng tương tác lớn của dân mạng. Đến cả Hồ Ngọc Hà, Kim Lý cũng nhiều lần chịu thua về sức hút. Cảm ơn các bạn đã theo dõi điểm tin trên kênh Gia Đình Việt. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Đừng khóc nữa.